Đây là cục lạnh của cái máy lạnh Carofi KDC-WI312. Carofi nói cái cục lạnh của họ cũng như cục nóng của họ có cái dàn tản nhiệt nó to hơn, do đó là cái hiệu quả làm lạnh của nó tốt hơn. Thì mình sẽ test cái máy lạnh này xem là cái khả năng của nó như thế nào. Thì bây giờ mời anh em xem qua cái video của mình. Cái phòng mà mình để cái cục lạnh này nó có cái diện tích sàn khoảng chừng 15m2 và nó cao khoảng hơn 3m. Và cục nóng thì mình để trong một cái lô gia nhà ở chung cư. Và anh em thấy rằng là hiện tại đây nó có 3 cục nóng. Thì có những lúc nó sẽ chạy cả 3 cục, có những lúc mình test nó chạy một cục. Thì mình sẽ nói với anh em chi tiết hơn trong những cái lần test của mình. Những cái thứ mình đo là gì? Thứ nhất là cái khả năng làm lạnh nhanh. Thì cái đó là cái mà chúng ta rất là quan tâm. Tiếp theo là mình xem là khi nó vận hành như vậy, trong lúc làm lạnh nhanh hoặc là trong những lúc sử dụng bình thường, thì cái độ ồn mà nó tạo ra sẽ như thế nào. Và mình cũng đo luôn xem là cái mức tiêu hao năng lượng mà nó chạy trong một cái đêm. Mình ví dụ như là từ 10 giờ tối cho đến 7 giờ sáng chẳng hạn, thì nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu năng lượng. Và dĩ nhiên mình sẽ đo xem là cái khả năng mà khử ẩm của nó ở cái mức như thế nào. Và mình cần đo khử ẩm bởi vì Việt Nam là một cái nước có cái độ ẩm rất là cao, 85% hoặc là hơn. Và thậm chí khi mà trời mưa, khi mà trời nó nồm thì cái độ ẩm nó càng cao. Thì công tác khử ẩm của cái máy lạnh nó càng quan trọng. Bởi vì cái không khí khi mà chúng ta cảm thấy thoải mái là gì? Là cái nhiệt độ nó đi với cái độ ẩm, nó tương ứng với nhau. Có thể là 27 hoặc 28 độ, nhưng mà độ ẩm nó khoảng chừng 40% hay 50% sẽ dễ chịu hơn nhiều so với cái chuyện 27 28 độ nhưng mà độ ẩm nó tới 75% hay là 65%. Đó, do đó là cái khả năng khử ẩm nó cũng quan trọng như là khả năng làm lạnh vậy. Nên mình muốn thử luôn cho anh em. Trước tiên thì mình đo thử cái khả năng làm lạnh nhanh của cái máy lạnh, cụ thể là từ 28.4 xuống 25.4. Khi đó ở ngoài khá là nóng ha, thì tức là ở ngoài nóng, tức là cục nóng nó cũng đang hoạt động ở cái trạng thái nóng. Thì và mình đo được là nó tốn 25 phút để mà nhiệt độ nó xuống 3 độ C. Thì khi nó xuống đó, khi đó là từ 28.4 xuống 25.4. Thì 25.4 là nhiệt độ rất mát rồi. Thì đối với cái Carofi KDC WI312 này thì anh em sẽ tốn khoảng chừng 20 phút để anh em có được cái nhiệt độ gần như là hài lòng nhất của anh em. Tuy nhiên trong quá trình nó giảm xuống như vậy thì nó giảm 1 độ 2 độ, anh em cũng sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đi vào phòng. Và Carofi họ có đo một cái nhiệt độ khá là lạ ha, thì trước giờ mình chưa bao giờ đo như vậy, nhưng mà bây giờ mình cũng muốn đo thử xem là cái khả năng nó như thế nào. Tức là họ đo nhiệt độ ở cái cửa gió ra, và mình đo được sau 5 phút mở là mình đo được 11.8 độ ở cái cửa gió ra. Thì dĩ nhiên là cái cửa gió ra đó nó không ảnh hưởng tới anh em, nhưng mà họ muốn cho thấy rằng là cái dàn tản nhiệt lớn của họ nó mang lại cái hiệu quả cao ở cái thể hiện con số đó. Bây giờ mình sẽ thử cái trường hợp là trời ở ngoài mưa ha, nhưng mà trong phòng vẫn rất là hầm, vẫn rất là nóng, bởi vì cái phòng đóng cửa một thời gian dài ha. Thì lúc đó trong phòng đang là 29.6 độ và mình bật máy lạnh, sau 9 phút thì nó xuống 2 độ C và sau 18 phút thì nó xuống 3 độ C. Thì lúc này anh em thấy rằng là cái tốc độ làm lạnh nó nhanh hơn nhiều, bởi vì lúc này cái cục nóng nó không phải đối diện với lại cái nhiệt độ quá nóng ngoài môi trường, và cái tốc độ này rất là đã ha. Giống như là anh em đi làm về buổi tối, trời không còn nắng nữa, trời mưa hoặc là trời râm, nhưng mà trong nhà rất là hầm, và lúc đó anh em tốn chỉ có khoảng 9 phút thôi là anh em xuống được 2 độ C rồi. Trong cái test khử ẩm thì mình làm cho cái phòng nó ẩm ở cái mức 90% và mình bắt đầu mình đo. Thì mình thấy là sau 20 phút thì cái độ ẩm từ 90% nó sẽ đưa về 60%. 90% anh em vào anh em sẽ cảm thấy rất là khó chịu, nó nhớt nhát và nó khó chịu lắm. Và cái độ ẩm cao như vậy trong cái phòng nó không tốt cho sức khỏe, bởi vì mấy con nấm mốc gì đó, đó là cái điều kiện tốt cho nó phát triển. Và mình thử cái Carofi này á, thì nó đưa xuống 60% từ 90 trong vòng 20 phút. Và nếu mình mở thêm 15 phút nữa, tức là 35 phút đó, thì nó xuống cái mức 50%.
thì cái mức 50% là cái mức tuyệt vời lắm rồi. Nhưng mà em thấy rằng là đó là cái độ ẩm từ rất là cao, mình test mà ha, từ 90 xuống 60 xuống 50 thì đó là cái khả năng khử ẩm của nó. Về đo độ ồn thì mình sẽ đo cục nóng và cục lạnh ha, mà riêng cục nóng thì mình sẽ đo khi mình đứng rất là sát kế bên luôn và khi mình đứng khoảng chừng 1,5 m. Tại sao mình lại đo cái cục nóng hai cái trường hợp như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì cục nóng khi mà anh em gắn lên trên cái tường nhà của anh em thì nếu mà nó ồn quá nó sẽ ảnh hưởng đến bên trong. Nó ồn quá tức là nó rung quá, hoặc là anh em không có đứng kế cục nóng nhưng mà anh em cách xa nó vài mét thì anh em sẽ nghe được tiếng ồn của nó. Do đó, đó là lý do vì sao mình đo khi sát nó và mình đo khi xa nó khoảng 1,5 m. Ok, đầu tiên là cái trường hợp làm lạnh nhanh, tức là anh em về nhà cái anh em bật cái máy lạnh cho chế độ strong, cho làm gió hết cỡ để cho nó mát nhanh. Thì khi đó mình đo cái cục lạnh ấy, nó hay đo trong phòng á, độ trong phòng là 48 đến 49 decibel. Còn cục nóng ấy, khi mình để cái máy đo sát nó luôn á thì nó sẽ từ 64 đến 66 decibel. Và khi mình để cách 1,5 m thì là 60 decibel. Về độ ồn của cái làm lạnh nhanh á, thì mình thấy là cái máy này khá là êm và chấp nhận được. Khi nó hoạt động bình thường á, tức là mình để cái nhiệt độ là 26 độ và quạt là auto á, thì mình đo được cái cục lạnh nó khoảng chừng 43 decibel, tức là yên tĩnh. Rồi còn cục nóng á, thì mình sẽ có 60 đến 62 decibel khi mình để cái máy đo sát nó, và mình có 57, 58 decibel gì đó khi mà mình đứng cách xa nó khoảng 1,5 m. Thì mình thấy như vậy là ổn. Về cái lượng điện tiêu thụ cho một đêm á, thì mình thử mở cái máy lạnh này từ 10 giờ 40 cho đến 7 giờ sáng, tức là khoảng chừng 8 tiếng rưỡi. Và cái nhiệt độ mà mình bắt đầu mở nó là 27 độ và mình thiết lập cái nhiệt độ mong muốn của mình là 26 độ. Thì mình đo được là 3.74 số điện, tức là 3.74 kWh. Đó là những cái gì mình thử nghiệm, hay là mình nói về cái kích thước dàn tản nhiệt liên quan đến cái chuyện mà làm lạnh. Tuy nhiên cái Cadofi KDC WE312 này nó còn có 4 cái tính năng thông minh và mình nghĩ rằng là nó quan trọng và nó mang lại cho anh em một cái trải nghiệm sử dụng máy nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn. Trước tiên á, là nó tự động điều chỉnh cái nhiệt độ cái máy cho nó phù hợp với cái nhiệt độ phòng. Thì những cái máy lạnh bình thường sẽ trang bị một cái cảm biến đo nhiệt độ ở trên cái cục lạnh, thì nó sẽ đo cái nhiệt độ ở đó, rồi từ đó nó sẽ quyết định xem là cái phòng nên ở bao nhiêu độ nếu mà anh em để cái chế độ tự động. Tuy nhiên đối với cái máy này, nó trang bị thêm một cảm biến ở trên cái điều khiển, ở trên cái remote. Và khi anh em để cái remote gần anh em thì nó hiểu được cái nhiệt độ ở gần anh em đang là bao nhiêu độ. Và như vậy nó sẽ tự động nó điều chỉnh cái nhiệt độ của máy để đưa cái nhiệt độ phòng về cái nhiệt độ mà gần anh em, mà anh em cảm thoải mái. Thì vậy nó sẽ thông minh hơn. Cái tính năng thông minh thứ hai đó là tự động làm sạch cái dàn tản nhiệt ở trên này. Tức là thường thường á, chúng ta cần phải làm sạch cái máy lạnh ha, cục lạnh và cục nóng. Tức là chủ yếu là chúng ta làm sạch cái dàn tản nhiệt á, sau 2 tháng, 3 tháng hay là 6 tháng thì nó mới làm việc hiệu quả được. Đối với cái máy này thì nó sẽ tự động nó làm việc đó. Anh em không cần kêu thợ ha. Anh em chỉ cần bấm cái nút clean ở trên cái remote thì nó sẽ quay cái quạt chậm lại và nó đóng băng những cái dơ, những cái bẩn gì đó ở trên cái dàn tản nhiệt, rồi sau đó nó xả băng. Thì khi mà băng tan ra thì cái nước sẽ chạy theo cái ống dẫn nước ra ngoài, thì nó mang luôn cả những cái bụi bẩn đi ra ngoài luôn. Và anh em chỉ cần làm sạch hai cái màng lọc thôi ở bên ngoài, rất đơn giản. Tức là chúng ta sẽ hạn chế, không phải là kêu thợ. Dĩ nhiên có thể 1 năm 6 tháng hai anh em vẫn cần là kêu thợ để bảo trì cho nó, nhưng mà chúng ta không cần phải làm nó thường xuyên và cái máy nó luôn luôn hoạt động được cái trạng thái tốt thì chúng ta không cần kêu thợ. Thì mình đánh giá cái chuyện mà tự động làm sạch đó là cái tính năng quan trọng. Cái tính năng thông minh thứ ba mình thấy cũng khá là hay, đó là tự động mở lại máy sau khi cúp điện. Thì cái này nó sẽ ứng dụng vào cái gì, ví dụ như là chúng ta đang ngủ buổi tối, cái vì lý do gì đó cái cúp điện khoảng 5 phút 10 phút gì đó nó có điện lại, và lúc này thì cái máy lạnh nó tự động nó bật. Hay có khi chúng ta sẽ quên luôn cái chuyện là đêm qua có cúp điện. Còn thường thường nếu mà chúng ta bật máy lạnh chúng ta ngủ mà nó cúp điện mà máy lạnh tắt á, hay vì lý do gì đó máy lạnh tắt á, thì chắc chắn thì dậy, bởi vì nó khó chịu quá, nóng không chịu được. Thì đấy là một tính năng rất là nhỏ nhưng mà nó mang lại cái trải nghiệm hay. Và cái tự động thứ tư đó là trên cái máy phía bên phải á, gần cái tem năng lượng á, thì nó có một cái đồng hồ hiển thị cái nhiệt độ
mà chúng ta chỉnh, hay chúng ta muốn cái phòng bao nhiêu độ, hay là chúng ta hiển thị cái gì chúng ta chỉnh đó, thì nó hiển thị như vậy. Tuy nhiên nó cũng dùng để hiển thị những cái lỗi mà cái máy nó gặp phải. Về ngoại hình thì nhận thấy rằng là cái Canofi KDC W312 này nó khá là điệu ha. Có hẳn một cái viền màu vàng ở xung quanh, nhưng mà nó không phải là bóng, nó mờ, nó nhìn đẹp và nó hơi bo cong chứ nó không phẳng như những cái máy lạnh khác. Do đó là nhìn nó rất là khác biệt so với lại những máy lạnh khác. Thì chúng ta sẽ có cái chữ inverter ở trên bên trái này, bởi vì nó xài chữ động cơ inverter mà. Rồi Canofi ở giữa khá là to, rồi bên kia thì chúng ta sẽ thấy có cái tem năng lượng. Và ở dưới là cửa gió. Cửa gió thì anh em có thể dễ dàng nhìn thấy rằng là nó sẽ có 4 cái lỗ gió đi ra. Để mà mở ra bên trong cục lạnh thì chúng ta sẽ để hai tay bên này chúng nhấc ra thì nó đi ra. Và anh em đẩy lên như vậy thì nó sẽ giữ ở vị trí này. Thì đây là hai cái màng lọc thô. Đó, hai cái hai bên. Thì anh em nên mang cái này đi rửa sau 1 tháng, 2 tháng gì đó, tùy cái môi trường sử dụng cho anh em nên rửa. Còn cái dàn trong thì nó sẽ tự động rửa. Cái dàn trong này là cái dòng tản nhiệt, thì anh em thấy rằng là nó được phủ một cái lớp màu vàng để cho nó bền hơn. Và cái hệ thống giải nhiệt này nó sẽ tự động được rửa. Canofi là cái hãng khá là mới trong cái thị trường máy lạnh của Việt Nam. Và anh em thấy rằng là họ trang bị rất là nhiều thứ để giúp cho cái máy lạnh của họ nó mang lại cái trải nghiệm tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình nghĩ rằng là khi mà họ vào một cái sân chơi mới thì họ cần làm gì đặc biệt. Thì cái giải pháp dùng cái dàn tản nhiệt lớn hơn cho cả cục nóng lẫn cục lạnh để mang lại cái hiệu quả làm lạnh tốt hơn, thì mình thấy đó là một trong những cái giải pháp rất là cơ bản và mang lại hiệu quả. Và theo như những cái thông số mình đo được bây giờ thì nhận thấy rằng là nó mang lại hiệu quả. Rồi những cái tính năng thông minh mà họ trang bị, ví dụ như là để cảm biến ở trên remote, thì rõ ràng là khi đó cái nhiệt độ phòng nó sẽ đo được chính xác hơn, nó gần với lại cái người dùng hơn, thì nó sẽ mang lại cái thông tin để nó quyết định hoạt động tự động nó hiệu quả hơn. Hay là cái tính năng tự động làm sạch cái dàn tản nhiệt của cục lạnh cũng vậy, nó sẽ luôn luôn giúp cho cái máy nó sẽ sạch hơn và nó mang lại cái hiệu quả làm lạnh tốt hơn. Thì mình nghĩ đó là những cái mà tốt cho cái người dùng trong việc sử dụng. Rồi đối với lại cái máy này thì họ có cái bảo hành 3 năm một đổi một. Thì hình như là đầu tiên mình thấy một cái hãng máy lạnh họ có một cái chế độ bảo hành máy như vậy. Về giá thì mình thấy rằng là cái Canofi KDC WE312 này á, nó có giá là hơn 13 triệu. 312 tức là nó là 12.000 BTU, tức là hơn một ngựa, một ngựa 3, một ngựa 4 gì đó. Thì mình thấy nó ở mức trung bình và cao. Tuy nhiên những cái gì mà nó có thì cũng rất là đặc biệt. Rồi, xin cảm ơn anh em.